thưa quý vị và các bạn, liên quan đến phản ánh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa về tình trạng một số đối tượng lôi kéo, khai thay, khai thuê thủ tục hành chính cho người dân, các cơ quan chức năng đã triển khai một loạt giải pháp nhằm từng bước giải quyết tình trạng trên. Tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và của công an tỉnh Thanh Hóa, bộ phận tiếp nhận thông tin hướng dẫn người dân được bố trí tại khu vực riêng. Mọi thắc mắc sẽ được tháo gỡ gần như ngay lập tức để người dân có thể thực hiện thủ tục thành công ngay từ lần đầu tiên. Các trang thiết bị hỗ trợ chụp ảnh chân dung, tờ rơi hướng dẫn chi tiết quy trình kê khai thủ tục cũng được triển khai tạo thuận lợi tối đa cho công dân khi đến thực hiện thủ tục. Dưới sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, lãnh đạo phòng quản lý xuất tự ảnh thường xuyên làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong việc thực hiện các cái lễ tiết tác phong khi tiếp xúc làm việc với nhân dân. Chúng tôi phối hợp với công an cấp huyện, đặc biệt là công an thành phố và cùng với người dân để thu thập những tài liệu thông tin có liên quan đến cái việc mà các đối tượng khai hộ khai thai lừa đảo thu tiền bất hợp pháp của người dân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thực tế, hoạt động khai thuê thủ tục hành chính là hành vi dân sự giữa người dân với các đối tượng theo kiểu thuận mua vừa bán. Rất khó để xác định yếu tố cấu thành hành vi vi phạm pháp luật do đó để chấm dứt triệt đề tình trạng này không thể chỉ phụ thuộc vào cơ quan nhà nước mà quan trọng hơn hết người dân cần phải ý thức rất rõ chi phí phát sinh cho các đối tượng này là không cần thiết việc cung cấp giấy tờ tùy thân cho các đối tượng để kê khai thủ tục cũng là hình thức tự làm lộ lọt thông tin dễ dẫn đến nguy cơ bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản